C6 M12 O2 thì có bao nhiêu đường phân ester? Thì ta sẽ có này. Làm nhanh đi. R cộng R phẩy. Thì bây giờ làm nhanh thì còn 5. Đúng không? Ta có 0 cộng 5 này, 1 cộng 4 này, 2 cộng 3 này, 3 cộng 2 này, 4 này cộng 1 này. Đúng chưa? 3 4 5 2 4 8. 3 4 5 2 4 8. 5 có 8. 4 có 4, 3 có 2. 4 có 4, 0 1 2 thì chỉ có 1. Đúng không ạ? 0 1 2 chỉ có 1. Vậy ta có dưới cộng trên nhân, 1 x 8 bằng 8. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. Đấy 2 có 1. 2 x 1 bằng 2. 4 x 1 bằng 4. Đúng chưa? Xem nào, vậy là tổng cộng ta có bao nhiêu? Tổng cộng ta có bao nhiêu? 8 cộng 4 cộng 2 cộng 2 cộng 4 bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? 8 42 12 cộng 14 tiếp là 16 16 14 là 20 đồng phần ester. 20 đồng phần ester nhá.